MediaTek lại tiếp tục chiếm vị trí của những smartphone tầm trung mạnh nhất tháng 9. Theo số liệu từ AnTuTu thì 4 trong số 10 smartphone mạnh nhất của tháng 9 này đều đến từ MediaTek với con chip vô cùng quen thuộc với anh em, đó là Dimensity 8100. Những cái tên đứng lần lượt trong top đầu đó chính là Realme GT Neo 3, Poco X4 GT, Redmi K50i và cuối cùng đó là OnePlus 10R. Và tiếc thay, 6 vị trí còn lại chia buồn cho người anh em Snapdragon 870 với những chiếc máy khác nhau. Như vậy có thể thấy được rằng ngoài Dimensity 9000 thì 8100 cũng là một con bài chiến lược của MediaTek trong phân khúc tầm trung và cận cao cấp, hiệu năng mạnh, giá rẻ, nhiệt độ lại mát mẻ. Vậy vì chả có lý do gì mà không chọn MediaTek đúng không anh em?